Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác qua dõi kênh YouTube của Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ này. Tôi có clip em lên cho bác một đôi mặt quỷ nhé. Đây là giá thanh lý các bác nhé, giá thanh lý này. Về các bác tự xem tự ấy nhé, thì em không biết. Đây là em thẳng quan điểm luôn. Đấy, hai con, một con này có giọng nói này. Rồi màu này, con này con màn hình cũng to nhé các bác nhé. Đấy, thì em lên con giọng nói trước. Đây. Tôi khuyên bác nào lấy cả cặp nhé. Về các bác tự xem. Đây con này khi mà vận chuyển về nó bị cấn móp con này. Đấy, cấn móp đây nhá. Về các bác tự xem nhá. Đấy, con này đây có loa của giọng nói này. Đấy, khá là ok. Quý thì nhiều rất nhiều bác tiên dùng nhá. Con này đời 2007 này, điện 100V 1200 nhá. Đấy. Dung tích 1 lít này. Đây các bác nhá. Đấy, bên trái phải khá là ok. Đây em cho các bác xem bên trong này. Đây bên trong đây nhá. Đây. Con này được cái là cái gioăng quá này, gioăng trong ngoài đều đẹp nhá. Đây gioăng này, mặt mũi sạch sẽ nhá. Hàng em chưa vệ sinh đâu. Thiết bị này, con nào lên vậy nhá. Này gioăng cực kỳ đẹp các bác này. Đấy, gioăng rất đẹp nhá. Đấy, nó con này gioăng đẹp. Đấy, bên trong cái này nó khá là đẹp nhá các bác nhá. Cái này bên này thì không chưa vệ sinh này. Ngoái rồi. Đây lòng nồi các bác này. Lòng nồi cực kỳ ok nhá. Nhưng cái viền mép này các bác này, viền mép này chắc là nó cạ có gì vào đây này. Đấy nó bị xước nhá, nhưng mà lòng nồi các bác này cực kỳ đẹp nhá, không vết gì nhá. Đây này, lòng dày 9 lớp các bác nhá. Lòng này 9 lớp các bác nhìn này, nhìn cái này không? Nó hai lớp này. Nó còn hai lớp này luôn cơ, thấy chưa? Cực kỳ chắc chắn nhá, lòng cầm cái lòng rất nặng các bác nhá. Đấy, con đầu tiên này. Đấy, khá là trắng. Tiếp theo con thứ hai đây. Đây. Con thứ hai này các bác nhá. Đây Sanyer nhá. Đây phím đổi hướng con này, này nó xoay này, menu này, con này nó là phím này các bác nhá. Đấy, các hướng đây. Thành vách con này khá là đẹp các bác này. Con này đời 2005 này, điện 100V 1200 các bác nhá. Đấy. Đây. Thành vách nó khá là ok các bác này. Đấy chưa? Đây đấy nhá. Đấy, đấy này, đây này có một lùng lỗ này. Nói chung là khi mà chuyển về không thì khó tránh khỏi được các bác nhé. Cái việc này đấy. Bên trong nhá. Này thì cũng gioăng này các bác này, tóc này, trang gioăng nó khá trắng này. Đây. Khá là đẹp các bác nhé. Đó. Đây con này lòng nồi các bác này. Lòng nồi cũng rất là nặng các bác nhé. Đây, lòng thì có 1 2 vết ngoài này gà một cám thôi. Cầm rất nặng các bác nhé. Này gioăng dày 3 lớp cũng gioăng trắng gương hết các bác này. Nhìn trong con này cũng rất dày nhá. Thấy chưa? Đấy, cầm rất nặng luôn các bác nhá. Đấy, giá thì cặp này em sẽ bán giá thanh lý cho các bác thôi. Các bác tự xem nhá chứ em thì. Đây, cắm điện cho các bác này. Cắm một con này. Đấy. Các bác nghe chưa? Ôn xe đẹp là con này nó ôn xe nhá. Các phím chức năng của nó bấm này các bác này, bấm thì không ăn các bác nhá. Đấy, con này bấm không ăn này. Đây các bác về các bác tự xem nhá. Em rút ra đâu, em rút điện ra các bác này. Rút điện ra này. Đấy. Cắm vào nhá. Đấy, cũng khóa van áp suất bình như bình thường nhá. Phím có phím không ăn này. Đấy, chắc em nghĩ là nó cấn cái này nên nó bị các bác này bác tự xem này. Đó, mã số 1. Đây, còn tiếp theo con số 2 nhá. Này, tắt này. Các phím điều hướng này đây, menu này. Các phím điều hướng của nó hoạt động ok hết các bác nhá. Đấy. Tắt này. Menu này. Đấy. Rồi, đây menu đây chứ, đây phím đây. Đấy, các phím lên xuống này. Đấy, tất cả ok hết nhá. Cô sự này, đây ú ấm hay linh tinh quá hết đâu nhá. Đấy hẹn giờ này. Hẹn giờ này, chọn này. Đấy. Rất là ok nhá, tất cả ok hết. Đấy. Thì cặp này em bán giá là 1 triệu các bác nhá. Em bán cả cặp 1 triệu. Đấy, nếu bán lẻ thì con này em bán giá là 700 các bác nhá. Con này thì em bán sẽ bán con này thì nó bị lỗi thì em sẽ bán 550 nhá. Đấy nếu mà bán lẻ. Còn con nào lấy cả cặp em bán cho các bác 1 triệu. Đấy, con nào chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhá. 0983 329 7500 với. Cảm ơn các bác xem clip của em nhé. Em chào các bác. Hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ.